Baseline Dance. Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ tập bài Ti Amo Roma Bachata, gồm có 4 câu 4 hướng bắt đầu bằng chân phải trước và Nota No Restart Level Beginner. Rồi chúng ta cùng chuẩn bị vào bài nhé, với chân phải ạ. Tư thế này chân phải chuẩn bị, chúng ta sẽ lên 3 bước sau đó hết không ha. 1, 2, 3, hết 4, lùi 5, 6, 7, hết 8. Chúng ta đi lại lần nữa nào. 1, 2, 3, hết 5, 6, 7, 8. Câu số 2 chúng ta bước ngang hết nào. 2, hết 2. 3 chúng ta bước và chuẩn bị xoay chuyển hướng 90 độ qua bên phải. 3, co 4. Lúc này là chúng ta co chân ha. Tiếp tục, 5 chúng ta đặt chân phải xuống, 5, hất, 6. Và 7 chúng ta bước chuyển hướng, tiếp tục chuyển hướng 90 độ qua bên phải. 7, 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 2 nào, chân phải đi. 2, hất, 2, 3, co, 4, ngang, 5, hất, 6. Chuyển hướng tiếp nào, 7, co, 8. Tư thế này câu số 3, chúng ta thực hiện bước ngang sau, ngang, hất. Nhưng mà chúng ta sẽ chuyển hướng 90 độ qua bên phải. 3, 2, mở 3, chuyển hướng qua phải nè. 3, hất 4. Tư thế này chúng ta xoay 3 bước qua bên trái, theo chiều bên trái nè. 5, 6, 7, hất 8. Chúng ta làm lại câu số 3 nhé. Từ đây chân chúng ta đang co, chúng ta đặt xuống là 3, 2, 3, hất 4, xoay 5, 6, 7, hất 8. Câu số 4, bước ngang trên phải là 4, đá dứt gót 2, đặt chân trái xuống là 3, dứt gót trên phải 4, 5, 6, 7, 8, chúng ta lắc tại chỗ 5, 6, 7, 8. Tới đây là hết bài. Chúng ta thực hiện lại câu số 4 nè. 4, đá 2, 3, đá 4, lắc 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ thực hiện lại bài 4 câu và 4 hướng nhé. Câu số 1. 1, 2, 3, hất 5, 6, 7, 8. Ngang 2, hất 2, chuyển 3, co 4, 5, hất 6, chuyển 7, co 8. Ngang sau, chuyển hướng, hất xoay 5, 6, 7, 8. 4 đá 2, 3 đá 4, lắc 5, 6, 7, 8. Lúc này chúng ta có thể lên tay tùy ý. Chúng ta tiếp tục hướng thứ 2. Lên 1, 2, 3, hất 5, 6, 7, 8. 2 hất 2, chuyển 3, co 4, 5 hất 6, chuyển 7, co 8. Ngang sau, chuyển hướng, hất xoay 5, 6, 7, 8. 4 đá 2, 3 đá 4, 5, 6, 7, 8. Hướng thứ 3. 1, 2, 3, hất 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, chuyển hướng, hất xoay 5, 6, 7, 8. 4 đá 2, 3 đá 4, lắc 5, 6, 7, 8. Hướng thứ 4. 1, 2, 3, hất 5, 6, 7, 8. 2, hất 2, chuyển 3, 4, 5, hất 6, chuyển 7, 8. 3, 2, 3, hất xoay 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bài này chúng ta sẽ kết thúc khi chúng ta facing 12 giờ, chúng ta đi 3 câu ha. Đây ạ, phần ending ạ. Lần cuối cùng chúng ta sẽ facing 12 giờ nhé. Và chúng ta sẽ đi 3 câu, 3 câu rồi chúng ta kết thúc ha. Đi 1, 2, 3, hất 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4. Tư thế này chúng ta xoay nè. 5, 6, 7, hết. Hết bài.
cả nhà thành công với bài Te Amo Romance.